đâu đấy có ổn đâu không không đi lại nếu đi đi lại đây có được không? Được, có thử biến thử biến đi. Anh em thuê biến của tàu hải quân khu 4 là đứa ai đứa gì nữa làm bất kỳ các cái thủ tục đây là đứa bệnh nhân bên với gia đình để đứa bệnh nhân về bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị bệnh để nên thay mặt cho cơ quan vùng đặc biệt là đối với cán bộ chiến sĩ của khu 4 nên là chúng tôi gia đình là đứa con kỳ vào đây nhá. Ký tên của tôi vật bắt tay chị và chú đóng sau đây mới cái đầu được vào được chứ nào nữa được không đóng được cửa lên xe luôn á thôi xe luôn được trong người phía trước treo lên cũng được không này.